Vâng, thì đồ gỗ thì xin kính chào các bác ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác bộ cuốn thư câu đối gỗ mít nha các bác nhé. Thì gỗ mít này thì được rất nhiều các bác là ưa chuộng. Đồ thờ thì dùng gỗ mít. Từ xưa đến nay các cụ cũng sử dụng các đồ thờ gỗ mít này rất là nhiều. Thì hôm nay em xin quay hàng mộc đẹp sơn gỗ, gỗ lạc thì đẹp cho bác coi bộ cuốn thư gỗ mít hàng mộc nó như thế nào. Đó, thì gỗ mít thì nó có một cái màu gỗ tự nhiên, màu vàng gỗ tự nhiên rất là đẹp. Đó, thì vì gỗ nó màu vàng như này, sáng như này nên mình sơn lên cái màu nó cũng rất là đẹp, thế các bác nhé. Đây, hàng mộc của nó đây, bản chất mộc của nó sẽ đi thế này. Đó. Thì các cái bộ của thư công đối gỗ mít này thì bọn em có rất nhiều loại kích thước từ 155 đến 175 hay là 197 cho đến 2m17, nó tùy theo cái không gian phòng khách của mỗi nhà mình. À, phòng thờ, xin lỗi, phòng thờ nhá. Phòng thờ nhà mình nó rộng khoảng bao nhiêu thì mình sẽ treo cái bộ cuốn thư câu đối này cho phù hợp. Ví dụ như bộ cuốn thư câu đối trước mặt các bác đây là bộ cuốn thư có kích thước là chiều dài của cuốn thư là 1m55 thì nó phù hợp với cả các cái bàn thờ như là chiều dài là 1m75. Đó, hay là cái bộ mà to hơn như cuốn thư 1m97 thì nó phù hợp với cả cái bàn thờ như là 2m17, thì nó treo lên cái bàn thờ nhà các bác, nó sẽ vừa là cân đối. Thì em xin giới thiệu qua về thông số kích thước của cái bộ cuốn thư câu đối này các bác nhé. Thì bộ cuốn thư câu đối này có kích thước là chiều dài là 1m55, rộng là 61 và ván rời liền khối 4 phân. Câu đối hai bên cũng là kích thước 1m55 và rộng 29, hàng chặt gấm các bác nhé. Thì sau đây em xin đi vào các cái đường nét chi tiết cho các bác có thể thấy. Thì em xin đi vào đường nét từ bên trái sang bên phải cho các bác có thể thấy rõ cái hàng mộc nó đẹp đến kích cỡ nào. Mộc đẹp thế này thì chắc chắn là sơn lên nó cũng rất là đẹp các bác ạ. Đó, mộc cũng đẹp đến cỡ này cơ mà. Đó, hàng mộc rất là đẹp, màu gỗ mít, màu vàng đặc trưng các bác nhé. Chặt cái gấm này, từng cái gấm này bọn em chặt nó rất là sắc nét. Đó, mẫu rất là đơn giản thôi nhưng mà nó vô cùng là đẹp và ý nghĩa. Đó, cảm ơn các bác nhé. Cực yếu tôn hiền vạn đại vinh. Còn bên này là tổ hợp công đức thiên liên thịnh, rất đẹp sắc nét. Em để quay đằng sau cho bác có thể thấy rõ mặt sau là như thế nào. Sau đây, sau rất đẹp.